Tại sao thờ lại càng thờ càng có tội? Là tại vì không nhập vô cung của quyền thì những người này chừng nữa sẽ bị lạc. Tới từ đó Đức Thầy nó ước châm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Đức Thầy kêu họ lê về, họ nguyễn về, họ phạm về, họ chặn về, ai đủ chứng thì về, chứ đâu có kêu từ tên đâu. Đó, nhưng mà quý vị biết rằng đó là tới chừng đó mấy người này đâu có nhập vô trong cung quyền đâu mà vậy. Cũng như quý vị bây giờ ở cõi trần gian hiện trường bây giờ nè, quý vị trong cái hộ khẩu quý vị đó có bao nhiêu người cái họ của quý vị đó, thì trong gia đình đó quý vị là đem ra chánh quyền đó là nó coi trong này nó xét 4 người 5 người nó chứng nhận nè, ở đâu lại đây nó họ Lê không Nguyễn gì sao không có, không có trong hộ khẩu. Khoan, để sắp coi cái nào đi trước rồi đó. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính lễ Đức Thầy. Tháng 11 năm Nhâm Dần cũng là cái ngày trở về chùa Thầy và Tổ Đình để dự lễ đản sinh của Đức Thầy, thì cũng chia sẻ qua cái đoạn clip này về cái cách thờ phượng và cái ý nghĩa cúng lại và cái nào mà chúng ta làm nó có hiệu quả để cho bà con nghe, để chúng ta làm là cho nó đúng theo giáo lý của Đức Thầy, để cho chúng ta tu cho nó góp gáo quý vị ơi. Thì Đức Thầy có dạy cho chúng ta đó, thì cái cách thờ phượng của Đức Thầy dạy đó thì nó không có là về cái hình tướng và không có là về cái sự là nhiều cái bát hương. Thì Đức Thầy dạy chỉ có 3 bát hương thôi, nhưng mà Đức Thầy dạy chúng ta cái sự cúng lại đó. Thì khi cúng rồi đó, quý vị biết rằng á, chúng ta mà cúng rồi xong đó, chúng ta đọc lại cái bài mà Đức Thầy dạy chúng ta, là cái bài là cái bài Tây Phương đó, là cái bài đó nếu ai mà đọc đến một cái bài đó là phước đức 84 vạn ước phước quý vị. Là tại vì Đức Thầy cho biết rằng đó là Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cụ thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Thì quý vị biết rằng Đức Phật Thích Ca tu đắc đạo ngày xưa đó, thiết một tràng pháp đầu tiên là đắc đạo 84.000 ông Phật, mà trong đó là thần thông đại nhất không quý vị. Quý vị đọc cái bài đó là quý vị đọc đến danh hiệu của 84.000 ông Phật đó đó. Thì một ông cho quý vị một cái phước thôi, là quý vị đọc một lần là quý vị được 84.000 ức phước. Là tại vì là Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập, nhất là hạng nhất đó quý vị. Nhất thập nhất vạn là hạng nhất, là ngày xưa Đức Phật Thích Ca thiết một tràng pháp là đắc đạo 84.000 ông Phật đầu tiên là thần thông đại nhất không. Là trong đó có ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kỳ Liên, ông A Nan và Đức Thầy chúng ta ông Ca Diếp, đó là các cái đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca, là ông nào ông nấy cũng thần thông đại nhất hết. Thành thử ra Đức Thầy dạy chúng ta khi cúng lại đó, mà khi cúng lại xong ngồi tịnh đọc cái bài đó, là ai mà đọc đến cái bài đó một lần là được 84 vạn ước phước. Thành thử ra chúng ta nên cúng lại rồi xong nên ngồi tịnh, nên đọc cái bài đó quý vị. Đó, cái bài đó là phước đức vô lượng vô biên. Còn khi cúng lại của chúng ta, nếu chúng ta không thành tâm thì chúng ta lại bàn với lại tủ không quý vị. Là lại bàn với lại tủ là tại sao? Là tại vì cái bài tán Phật, Đức Thầy cho biết rằng cái bài tán Phật trong cái đoạn chót, Đức Thầy mới nói là trên trời, trên dưới trời chẳng ai bằng Phật. Khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng ngài. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh, đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nay tôi ở trong đạo tràng, cũng nghi kết chặt vào đoàn Ngọc Châu. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài. Từ chân cho chí mặt mày, cúi đầu đảnh lễ nguyện bài quý vị. Là cho biết rằng là quý vị biết rằng là nếu cái người mà cúng lại đó, mà thành tâm đó,
thì cái bóng của chúng ta nó mới hiện về tới cõi Tây Phương Cực Lạc nữa quý vị, mới sánh việc với cái Đức Phật bảnh nha. Thành thử ra chúng ta mà cúng lại không thành tâm thì cái bóng của chúng ta không hiện tới được cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành thử ra ông nói là có bóng tôi cũng sánh các ngài đó, là tất nhiên là nếu ai cúng lại thành tâm thì cái bóng nó mới hiện được tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu ai cúng lại không thành tâm thì cái bóng nó không hiện là tới được cõi Tây Phương Cực Lạc. Cũng như cây đạn của chúng ta, mà nếu nó sáng thì nó gọi tới cái mục tiêu, còn nếu mà nó không sáng, nó mờ thì nửa chừng nó tan quý vị, nó tan thì nó không được là tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì không tới cõi Tây Phương Cực Lạc được thì chúng ta, cái thờ cúng của chúng ta nó không có hiệu quả, là Đức Phật không có tiếp nhận được, là chúng ta bị phóng tâm. Thành thử ra là ông nói trên dưới trời chẳng ai bằng Phật đó. Bây giờ quý vị biết rằng làm chức phận cách mấy bây giờ cũng vậy, không ai bằng ông Phật nổi chứ. Bây giờ đồng đạo của chúng ta đi, người nào mà tu hành tinh tấn đi, các cái người khác người ta cũng là nể lắm, nó cũng nể lắm. Thành thử ra bây giờ mình mới có tập theo làm theo ông Phật thôi là mọi người ta cũng đều nể rồi. Còn dù cho chúng ta làm chức phận cách mấy bây giờ cũng vậy nữa, cũng không ai nể mình đâu. Tất nhiên là nể mình phía trước vậy, phía sau người ta cũng coi mình không ra gì. Cũng như Phật Thích Ca, ổng là thái tử, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ đó. Ngài đã lìa nền đài vợ đẹp con cưng, ngài vô gừng ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Ngài là thái tử, là vua một nước, nhưng mà chỉ có một nước đó là sùng bái Đức Phật Thích Ca mà thôi, mà các nước khác người ta cũng không có sùng bái. Mà khi Đức Phật Thích Ca đi tu đắc đạo thành Phật, bây giờ cả vũ trụ này có ai dám nghĩ xấu về Phật Thích Ca không? Có ai dám nghĩ xấu không? Không bao giờ ai dám nghĩ xấu về ông Phật Thích Ca. Nó thành thử ra bây giờ chúng ta phải nên gán tu. Thành thử ra ông nói trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm. Bây giờ tôi nói hết trơn cả vũ trụ này có ai kiếm được một người sánh với Đức Thầy của chúng ta không? Có ai kiếm được một người nào sánh với Đức Thầy của chúng ta không? Không bao giờ kiếm được. Đó. Thành thử ra ông nói dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng ngài. Rồi ông nói sự lại Phật vốn không yên tĩnh. Cái lại Phật này chúng ta cúng lại nó không có yên tĩnh quý vị. Chúng ta phải gán trụ tâm chứ không bao giờ yên tĩnh được. Người kia là ta nói mày nói lộn rồi, mày nói không đúng rồi, tao cái tên khác mà sao kêu lộn cái tên. Thành thử ra quý vị hiểu lầm là chỗ đó. Cái của quyền là mình phải lại của quyền, còn xá là mình phải tỉnh lễ của quyền, tỉnh lễ của quyền. Đó, của quyền mà xá là Phật không à. Đó, thành thử ra cái của quyền là mình phải lại của quyền, còn trên trang Phật thì mình cứ lại ông Phật. Đó là cái đó là Đức Thầy cho biết Tam Bảo là tượng trưng cho mười thế giới Đức Phật. Thì thành thử ra quý vị hiểu lầm, tôi thấy em cháu thấy cô có nhiều gấp nhiều cô bác tàn là của quyền, tàn là lại ông Phật không? Đó, tôi nói thí dụ nè, cũng như tới cái ngày lễ dỗ của cha mình đi, nấu mâm cơm dâng cúng lên cho của quyền tổ bà mà chưa có giấy của quyền tổ bà, cầm cái hương lên xá mô Phật mô Phật mô Phật, thỉnh ông Phật lại đó, rồi ông Phật ngồi đó của quyền mình dám về không? Đâu có dám. Của Phật ông Phật mà ông ngồi đó rồi của quyền mình về gặp ông Phật ngồi đó rồi xong đó là mà lo mà hậu ông Phật càng chết cũng chứ ăn gì được. Cũng như mình đang ăn cơm mà ông vua ông đi ngay ngay vô trong nhà mình dám ngoại không? Phải buông chén cơm ra mà phải ra mà hầu ổng đó. Ông vua thôi, ông vua là cấp bậc còn thấp hơn Phật gấp trăm ngàn lần đó, nhưng mà còn phải là chúng ta phải không ngồi ăn được. Còn cái củ quyền mình đó là nó ví dụ giờ tới ngày lễ dỗ cha mình đi, thì dọn mâm cơm lên mình xá kính lễ của quyền, kính lễ của quyền, kính lễ của quyền, ba xá rồi quỳ xuống đọc bài cúi kính chân hương trước của quyền, cầu trên phát tổ chứng lòng thiền, là chứng cái lòng mình ngày hôm nay. Ngày nay hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần, cũng là cái ngày làm lễ dỗ thường niên cho người thân trong gia đình họ tên, tức ông Trần Giả Nổi, con cháu cũng nhận được cái chân lý của Đức Phật Đức Thầy. Tới ngày lễ dỗ cũng nấu một mâm cơm chay để dâng cúng cho củ quyền thất tổ ông bà và hương linh của ông Trần Giả Nổi quá giảng về đây tòa bà ăn uống và cảm ơn chứng minh cho chúng con một phút tưởng niệm. Đó là mình phải thỉnh củ quyền thất tổ ông bà mình bề trên rồi tới cái hương linh của cha mình về ăn, đâu có ông Phật ở đây. Đó là mình phải làm cái gì phải ra gọt cái đấy, còn củ quyền cứ lại ông Phật không. Cha mình tới ngày về lễ dỗ trong về ăn cơm mà tiếp nhiên thỉnh ông Phật lại ngồi đó rồi làm sao ăn. Thành thử ra có người bà con không hiểu cái lý, gọi là cứ của quyền tàn cúng hàng ngày cũng vậy lại Phật không, mà mình đang nói chuyện người này mình kêu tên người kia, người ta đâu trả lời, ta nói mày nói lộn rồi. Nó thành thử ra em cháu muốn là nhắc nhở bà con nên của quyền thì nên lại của quyền, của quyền là chúng ta xá là tỉnh lễ của quyền đó, còn lại là đầu của lại của quyền nó tổ là nó mới đúng cái lý, tại vì mình lại của quyền mà sao lại Phật không. Đó, thành thử ra còn cái cách thờ phượng khác nữa,
Còn cái cách thờ phượng là phía trên tam bảo. Nhiều khi bây giờ mê tín gì đó, theo mấy ông thằng Tú bài vẽ lại mấy ông thầy cũng nói là mày phải thờ bà Tố Cô, bà Tố Cô mày linh lắm, lớn, phải độ mày, mày phải thờ ông thôi là bả giật mày chết. Cũng hiểu lầm nữa, bị Trung Quốc nó qua đây nó đô hộ mình 1000 năm đó là chánh pháp. Tàu nó qua đây nó đô hộ mình, nó qua đây 1000 năm mà tôi hỏi cái bà Tố Cô này nè, có phải em ông cố ông sơ mình kêu bằng bà Tố Cô, bả làm cái gì mà bả được cái ngôi thờ mà ông cố ông sơ mình không được ngôi thờ. Mà tôi nói nhiều khi ha, có nhà đó có nhiều người thấy cái bà Tố Cô này nó linh dữ lắm, mua một dĩa trái cây đi chợ mua một dĩa trái cây cho ngon lại đền cúng bả. Mà cúng bả mà là ông cố ông sơ mình ngồi bên đây giờ qua nó mày ngon dữ ha, nó nói mày linh nó cúng cho mày, rồi tao nhìn đó gần chết này. Là tại vì cúng quyền nó tổ ông bà mình đó là cấp bậc còn lớn hơn cái bà Tố Cô đó nữa. Mà là cái bà Tố Cô này là ở đâu, bả là người Trung Quốc đem qua đây, gọi là mình tin tưởng bà Tố Cô này rồi cúng cho bả. Mà nói thí dụ mình là cha đi, rồi cái thằng cháu nội nó cúng cho thằng con mình đi, gọi là mình làm cha cái thằng con mình nó có dám ngồi ăn không? Ông cha ông ngồi đây nhịn đói đây nè, mình là con của ổng mình dám ăn thằng cháu nội nó cúng đó. Thành thử là mình phải hiểu cái lý rằng đó là bà Tổ Cô là bên Trung Quốc mà mình mê tín gì đâu đó. Thành thử ra bà con nên, nếu bà Tổ Cô sự thật của tôi thỉnh bà vô trong cửa quyền, tôi bái lại bà mỗi ngày chứ tôi có đem bà đi đâu đâu. Rồi tôi đi chợ tôi có gặp được cái dĩa, gặp ta bán trái cây ngon tôi mua và một dĩa tôi đưa lên tôi cúng cửa quyền, à tôi giá cửa quyền thất tổ ông bà đó. Và cửa quyền trăm họ quá giảng về đây tòa bà ăn uống và cảm ứng chứng minh, thì trong đó có bà trống với đó, bà Tố Cô túi, thì trong đó nói chung ra là cửa quyền thất tổ không biết bao nhiêu đời là được ăn chung hết trơn. Cũng như chúng ta là cũng như mình ông nội ông cố ông sơ vậy đó, cũng phải ăn cơm chung nhà. Còn bà nãy đâu bên Trung Quốc qua đây mà làm quý vị rồi tin tưởng mấy bà rồi thờ rồi cái mua trái cây cúng bà không, gửi là thờ thờ. Mà tôi hỏi có bà Tổ Cô này nè, có phải là cái gánh họ người này là cái bà này cái mặt khác không, thì cái bà kia cái mà gánh họ khác là mặt khác chứ, tại sao bây giờ có mặt một vậy, thở chân đất nước Việt Nam luôn nè, nguồn cả nước ngoài luôn đi, có phải là bà Tổ Cô có mặt một không, mà một người là khác mặt chứ, khác cái nọ mà làm sao chung mặt được. Thành thử chúng ta mê tính gì đâu đó. Rồi thờ cái bà mẹ sanh đó, mà tôi hỏi cái bà mẹ sanh là cái bà mẹ có phải là mẹ đẻ mình ra không, thì kêu bằng bà mẹ sanh, bà cu mang mình 9 tháng 10 ngày đẻ mình ra kêu bà mẹ sanh chứ. Còn cái bà mẹ sanh này đâu bên Trung Quốc bên đó đem qua đây đó. Rồi tin tưởng bà tôi cũng thờ bà nữa đó. Thành thử ra chúng ta hiểu lầm. Rồi thờ cái ông độ mạng tôi thấy vẽ lên ha 4 cái chữ tàu thờ ổng, mà tôi nói thờ gì mà là chết hoài chứ, sao ông đổ cái mạng sống hoài đi, sao chết hoài chứ, quay qua lại chết, chết đi dẹp đó. Thành thử ra quý vị hiểu lầm nữa. Nhiều khi em cháu đi tượng tam bảo đó, đi tượng tam bảo cái đi lên dẹp mấy cái ông độ mạng đó, cái mấy cái ông kia ở xóm đó, ông nói mày lên mày dẹp đó mà chừng bẻ họng mày chết đó. Tôi nói là đây bẻ tôi, tôi nhận xác lệnh, tôi nhận xác lệnh của đức thầy tôi làm nè, ông nào muốn bẻ bà tôi đây, tôi leo lên tôi dẹp xuống, tôi dẹp xuống rồi xong ông thấy không có gì chăng, ông nói chú ơi làm ơn lợi dẹp cho tôi. Ông cũng là đạo Phật giáo hòa hảo mà bên là thờ nè Tổ Cô nè, ông độ mạng nè, gửi là mẹ sanh nè, ba ngôi nè, bên bả cũng vậy, ba ngôi bên ổng, ba ngôi là 6 ngôi đà, mà đó là bởi là ông hù tôi chứ. Rốt cuộc tôi thỉnh suốt rồi bình thường không có gì hết, tại vì hiểu lầm đó, là tại vì mấy ngày đó nếu đắc đạo thành Phật thành thánh tinh tiên tôi thỉnh vô trong tam bảo, còn ông nào chưa đắc đạo thành Phật thành thánh tinh tiên tôi thỉnh vô trong cửu quyền chứ tôi có bỏ đi đâu đâu. Thành thử ra tôi vô đó tôi bãi lại mỗi ngày đó, tôi có bỏ đi đâu đâu mà tôi có lỗi đó. Thành thử ra đức thầy không cho mình thờ lung tung như vậy, tại vì mình đó là tu theo lối cũ mà mau gần diêm vương là chỗ đó, thì chúng ta tự theo ý chúng ta thôi, theo mấy ông thằng Tú không nó. Thành thử ra là ổng kêu tôi lại thờ là đem xuống giùm cho ổng, mà bữa đó gấp là ngày đó là tôi thượng 5 cái tam bảo mà có 3 thằng thượng tới 8 giờ tối luôn, là tôi kêu lại tôi giái mà tôi rút mấy cây nhang xuống rồi xong đó là kêu ổng dẹp giùm, ổng chưa dẹp, ổng nói ổng không dám dẹp, lúc thượng lên thì dám thượng. Tôi nói đa số là vậy luôn, là nói chung ra là đa số luôn đó.
là thượng của quyền đó, là ý là thượng binh đó là mẹ sanh mẹ độ rồi đó, là tổ cô đó, lúc thượng thì giám thượng, nó độ mạng rồi đó là giám thượng, mà khi dẹp không ai dám dẹp chứ, cứ bảo đảm luôn, ai có dám dẹp tôi mới sợ. Cái người chủ nhà không bao giờ dám dẹp, mà cái người khác, người ta nếu người ta hiểu chân lý, người ta dám dẹp nhá. Thành thử ra mình phải nên đó là xét cho kỹ lại nhá. Còn cái nè, tôi nói thường nghe, tôi thấy cái chỗ này nó cũng hơi lạ nè, có khi cái con của mình á, cái cháu của mình á, nó chết rồi cái không cho nó nhập vô trong cái quyền, hỏi sao kỳ vậy. Thằng cháu nội thương thương gần chết luôn, nó còn sống cưng tao, nó đi đâu cũng nhớ thằng cháu nội, mà khi nhỏ chết rồi không cho nhỏ nhập vô trong cái quyền, bỏ nhỏ ra ngoài, sao kỳ cũng vậy. Quý vị hiểu hiểu lầm nữa là tại vì á, quý vị biết rằng Đức Thầy tại sao dạy cho chúng ta thờ chỉ có ba bát hương thôi. Cái người thân của chúng ta mất đó thì khi mãn tang rút ba cây nhang cắm vào bát hương chánh, nó gom gọn tới ngày lễ giỗ của người đó là dọn mâm cơm lên cúng cô quyền, coi là giấy hương linh của cái người đó, đó. Quá giản về ăn cơm đó. Còn đó là mình không biết thì mình thờ một người một ngôi, một người một ngôi tới già đó là hết đời mình, tới đời con đời cháu, cái nhà hơn cái chùa nó đầy bát hương chân. Có người á, cúng một ngày là 20 mấy gần 30 cây nhang một thời cúng, nó một bó nhang đốt vài bữa hết mẹ nè. Thành thử ra quý vị biết rằng là quý vị hiểu lầm nữa, quý vị không nhập cái mười mấy càng thờ càng có tội. Là tại sao kỳ vậy, tại sao thờ lại càng thờ càng có tội, là tại vì không nhập vô cung của quyền thì những người này chừng nữa sẽ bị lạc. Tới chừng đó Đức Thầy nó ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàng. Đức Thầy kêu họ Lê về, họ Nguyễn về, họ Phạm về, họ Trần về, ai đủ chứng thì về, chứ đâu có kêu từ tên đâu đó. Nhưng mà quý vị biết rằng đó là tới chừng đó mấy người này đâu có nhập vô cho của quyền đâu mà vậy. Cũng như quý vị bây giờ ở cõi trần gian hiện trường bây giờ nè, quý vị trong cái hộ khẩu quý vị đó có bao nhiêu người, cái họ của quý vị đó thì trong gia đình đó quý vị là đem ra chánh quyền đó, là nó coi trong này nó xét 4 người 5 người nó chứng nhận hả, ở đâu lại đây nó họ Lê không Nguyễn gì sao không có, không có trong hộ khẩu đó. Rồi quý vị con cháu quý vị chết quý vị không nhập vô trong của quyền là tức như là nó đâu có vô hộ khẩu, thì những người này nó sẽ lạc, nó sẽ lạc thì chúng ta càng thờ càng có tội. Thành thử ra chúng ta phải nhập vào của quyền, đặng tới chừng đó những người mà là Đức Thầy kêu họ Lê về, họ Nguyễn về thì người ta sẽ về, còn này mình không có nhập vô rồi sẽ bị lạc hết trơn. Nó thành thử ra quý vị nên cái cẩn thận chỗ đó, càng thờ càng có lỗi, càng thờ càng có tội. Mà quý vị biết càng thờ hoài nhà gì biết hơn cái chùa, nó có người ha ở đâu dài dài trên đó là những cái vùng sâu vùng xa đó, hầu như là giết người ta cắt nguyên cái nhà mà để riêng người ta thờ luôn, người ta không ở để nguyên bàn thờ luôn đó. Mỗi người một cái bàn thờ, giết trong nhà đó là mấy chục cái bàn thờ nó. Thành thử ra mình hiểu lầm và hiểu sai nữa, thành thử ra bà con cô bác nên cố gắng xét kỹ lại cái chỗ đó. Còn bây giờ ông thần tài thổ địa, ông thần tài thổ địa mà tôi đi tới đâu tôi thượng tôi bảo là mấy ông gầu lắm, mấy ông này cũng ở đâu nữa, cũng ba cái người chệch người tàu bài vẽ ra nữa, tôi hỏi thờ mấy ông sao không vào. Nó thờ hoài tôi thấy là tôi mới dập với bạc liêu ông đó ông thờ đó, đó là coi như là mua cái khánh không đó là 4-5 triệu, mua ông địa một cái bành kia là 4 triệu mấy 5 triệu đó. Mà thờ hoài giết bán nhà cho luôn tàn ơi, phải như thờ mà nếu mà ông có linh á, tại vì mấy quý vị không có hiểu, đắp xi măng sơn phết đặt tên thôi, chứ ông địa ông thằng tài nào đâu ngồi đó mà là lo cho quý vị ăn trái cây. Quý vị hiểu lầm, mấy cái ngày đó là đặt cảnh giới hết trơn rồi, người ta lo cái phận sự lớn chứ không phải ở đây mà để mà cho quý vị muốn cầu gì cầu, muốn khẳng gì khẳng đâu. Nó thành thử cho quý vị hiểu lầm đó. Mà nếu thờ thần tài thổ địa, nếu mà ông có linh á, sao ông không độ cho chúng tài giấy số đi, đang làm phước cái xứ đó đó, cho mua gạo bố thí rồi đó, cho nó nổi tiếng lên rồi ông độ cho mình làm ăn được giàu có lên, sao thờ hoài nghe hoài. Thành thử chúng ta hiểu lầm đó. Rồi ai ai kêu thợ ông táo nữa, tại bài vẽ cái thợ táo nữa, theo thằng Tú bài vẽ cái thợ táo nữa đó. Mà nhiều khi ta nói thợ tùm lum hết trơn. Thành thử ra quý vị nên Đức Thầy dạy cho chúng ta rất là gọn, rất là cao siêu và quyền bí quý vị. Thành thử ra Đức Thầy nói thượng cổ gần hồi nên sửa lối, theo nhà Phật giáo phải như keo đó, rồi tới đốt giấy tiền đó. Đó, ông nói theo nhà Phật giáo phải như keo, dân chúng cho nên đốt giấy tiền, bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng, phán quan tạo hủ không dùng hối, nên phải dạy dân bỏ giấy tiền, vàng bạc bởi tay khắc chú làm,
Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham, giấy quần giấy áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm. Tèn ơi, tôi nói nè, tôi mà gần chết luôn, cả đời tôi cắt cái nhà chưa có ở được nữa. Khi chết có ở biệt thự không? Quý vị biết rằng có phải là mê tín gì đâu không? Thế là chết rồi mua nhà máy thái đốt. Mà quý vị biết rằng khi chết rồi là muốn nhờ cái đồng đạo là cầu nguyện, thế hoặc là nhờ mấy ông là thầy chùa là tụng kinh, muốn cha cho cha mẹ mình đưa lên trên. Mà khi đốt với tiền vàng bạc gửi xuống dưới, có phải vô lý không? Đức thầy nói là đốt với tiền vàng bạc vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ dùng hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Đốt cháy chân còn xài gì nữa? Cái tấm tiền của quý vị cháy một góc thôi, quý vị đâu có xài được. Làm sao xài được? Nó nói cháy góc mà nó không xài, còn là tiền thiệt đi mua tiền giả nha. Rồi tiền giả rồi còn đem đi đốt nữa, rồi làm sao mà xài. Thành thử Đức thầy mới là cho biết rằng Đức thầy xuống sửa cái lối này đó. Đức thầy nói là thượng cổ dần hồi nên sửa lối theo nhà Phật giáo phải như keo, dân chúng cho nên đốt với tiền, bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng, không có tình riêng. Nếu hối lộ được đó, thì trên đời không ai tu chứ, mà có tiền tới nữa mua với tiền giờ bạc đốt hối lộ rồi khỏi có tội đó. Thành thử ông nói dân chúng cho nên đốt với tiền, bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng, phán quan tạo hủ không dùng hối, nên phải dạy dân bỏ giấy tiền vàng bạc bởi tay khắc chú làm đó. Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham, giấy quần giấy áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm. Đó là ngày xưa là ông Vu Đường với ông Thằng Tú, hai ông này bài vẽ ra nè đó, mà đặng đốt giấy tiền vàng bạc cái này nè. Thành thử ra giờ chúng ta là ngày xưa ông Vu Đường với ông Thằng Tú á lập kế với nhau đó, mà hai ông bài lập kế với nhau là bắt mấy ông chồng đàn ông á quánh giặc chết hết rồi. Rồi xong lại đòi chồng hoài ông Vu Đường với ông Thằng Tú mới là lập kế ra. Ông Vu Đường mới giả chết là 7 ngày, chỉ có ông Thằng Tú biết thôi. Khi đốt giấy tiền, ông Thằng Tú bày vẽ ra đốt giấy tiền vàng bạc là ông Vu Đường sống vậy. Rồi sống vậy là nói vậy là đốt giấy tiền vàng bạc là cái người chết là sống vậy. Đó, rồi bắt buộc là phải kêu những người dân đem tiền lại cho ông Vu Đường với ông Thằng Tú đặng mua giấy tiền vàng bạc đốt. Mà đốt từ đó giờ đâu muốn mấy thế kỷ rồi, đâu 2000 mấy trăm năm nay rồi, là đốt hoài không có thấy ai sống đâu. Thành thử ra chúng ta theo mê tín gì đâu, rồi chúng ta cứ chạy theo đó hoài đó. Thành thử ra bây giờ em cháu cũng thôi, nói nãy giờ cũng quý vị cũng nên nghe và xét cho kỹ lại cái ngôi thờ chúng ta chưa trang nghiêm thì nên sửa lại cho nó trang nghiêm. Thì em cháu cũng nói tới đây cũng xin dứt lời, cũng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mấy cái này